Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi lại giới thiệu với các bạn một loại đầu xịt áp lực sử dụng kích công xứ, đó là đầu xịt Genessic. Genessic này nó sẽ có hai mã, đó là Genessic PS2230 như đây, và Genessic 3040B và 2230B. Đây là hai mã đầu xịt kích công xứ của Genessic. Cái loại này thì nó hai cái mã 2230 và 3040 thì là nó là hai mã của Genessic. Công suất của nó là 1 HP và 2 HP. Đây là 3040 là chiếc đầu lớn Genessic 2 HP. Đây tôi sẽ mở chiếc đầu xịt áp lực cho các bạn xem. Đây là bu li rất là dày và chắc chắn, các bạn nhìn thấy được dây hút xả trong có lò xo ở bên trong để chống bị dập hoặc chống bị gập. Đây là phiếu bảo hành, đây dây hút và dây hồi. Đầu này thì giống hệt đầu nin, áp lực nin. Wow, các bạn có thể đặt đầu rất là to. Chiếc này thì không khác gì chiếc đầu xịt nin 50 và nin 60. Nin 60 thì có thông số kỹ thuật là đầu 2 HP và nin 50 là đầu 1 HP. Cũng như vậy, Genessic 3040 là loại đầu 2 HP và 2230 là đầu 1 HP. Đầu rất là nặng các bạn ạ. Thân rất là dày. Người ta thấy được thì dáng ở trên đầu xịt rất là chắc chắn. Nó được làm theo thiết kế của đầu xịt Nhật nội địa, các bạn thấy được cái bộ phận áp này, vậy núm áp này rất là dày, đồng dày. Rồi là bộ phận cái này thì nó khác các loại đầu xịt rẻ tiền là nó không để hở ra cái phần piston, không để lộ ra phần piston mà nó bọc kín luôn. Các bạn thấy phần xịt lanh của nó rất là dày, dày luôn. Cái này thì nó có 3 cửa ra, một cửa là hai cửa hai bên này là 8.5 và cửa này là cửa 10. Đó, áp lực của nó áp lực rất là khỏe. Cái này thì thích hợp chạy được motor 2.2 là có thể kéo được chiếc đầu xịt này rồi. Đây cũng là bộ phận là đổ nhớt này, đây là đổ nhớt này, cũng sử dụng nhớt bình thường đâu. Đó, các bạn có thể thấy được thân rất là dày, dày luôn. Đầu này rất là khỏe. Cái đầu này thì nó giống hệt cái đầu nin. Các bạn có thể thấy được giống hệt đầu nin, nó không khác gì đầu nin này. Đầu này thì nó cũng là được sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng mà nó là hàng chất lượng cao. Đây túi đồ của nó bên trong cho theo sơ cua đây, chỉ có phớt thôi. Con này đúp pe của nó là đúp pe kiểu đúp pe nhựa, và cái phớt nó bố là phớt bố vải. Đây là đầu 2 HP, đầu 1 HP nó sẽ nhỏ hơn. Các bạn thấy đang hút càng xả thì nó đều làm bằng đồng hết, rất là dày dặn. Ok, đầu xịt này thì sử dụng bây giờ sử dụng rất là nhiều cho các cái khu vực mà trồng cây ăn quả ấy, thì họ sử dụng cái đầu xịt này để
phun thuốc trừ sâu, tức là xây hoặc là pha những cái phi thuốc rất là lớn. Bắt đầu là họ dùng cái động cơ xăng hoặc motor kéo cái đầu xịt này và kéo dòng dây xa dài 500-600 mét để phun rất là tiện, nó không vất vả như các kiểu phun thủ công là chúng ta đeo cái bình xịt đeo lưng ấy. Trọng lượng nguyên thuốc cái bình nó là 25 lít rồi, cộng thêm với cả máy ấy, nó còn 7-8 lít, nó hơn 30 lít mà chúng ta đeo đồ dùng như thế rất là vất. Và bây giờ người ta đều chuyển sang sử dụng đầu xịt áp lực này với cả motor hoặc là động cơ xăng, sau đó mình dẫn dây dài đi 500-600 mét và phi pha những phi thuốc rất là lớn hoặc là xây những cái bể thuốc rất là lớn rồi chia 5-6 vòi ra đi phun rất là hiệu quả, nhẹ nhàng. Đây là phần những cái đầu xịt rất là khỏe như thế này. Ok, nếu các bạn muốn mua thì vui lòng liên hệ với cả chúng tôi theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc website điện máy đi sơn.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.